khỏe ghê, đứng đây mua kem ốc với sầu riêng ăn nữa kìa. Rồi ấy chào gớt kem tùm lum bây giờ nè. Rồi kem dính cây nhắn sắc hay gì chào hoài không gớt kìa. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Vân Amphetamine. Thì vừa qua là mình đã đi kiếm ông già Noel rất là nhiều các bạn ơi, thì mình rất là mệt mỏi và mình rất là bất lực luôn rồi các bạn ơi, chắc mình không hề đi kiếm ông nữa quá. Chứ các bạn thấy không, mình kiếm rất là nhiều chỗ mà mình có gặp ông đâu đâu. Ê bạn Hân tới kìa, chào bạn Hân. Này bạn kiếm tôi chi vậy? Trời cầm cục tí tính chọi mình hay gì vậy bạn? Ê đúng rồi bạn ơi, chọi mình nhưng mà chọi hụt, lưu lưu. Đứng kế bên vậy mà cũng chọi hụt nữa, thiệt tình à. Ê Dân tìm thấy ông già Noel chưa? À nó hỏi mình tìm thấy ông già Noel chưa kìa, chắc nó biết hả? Biết ông già Noel đâu hả chỉ tôi đi. Chứ sao tự nhiên hỏi tôi như vậy vậy? Ê biết thiệt bạn ơi. Vậy ông già Noel ở đâu vậy? Chỉ tôi đi, tôi lại tôi kiếm ông coi. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo bạn Hân không già Noel đâu nhé bạn. Ủa gì kìa, ông già Noel đâu? Tự nhiên kêu mình chạy, tưởng nó chỉ mình các bạn ăn rồi, nó chạy lên ghế nó ngồi. Trời ơi, tôi chạy theo tưởng nó là chỉ chỗ tôi tới ông già Noel không mà ai ngờ lại đây ngồi, nhỏ này rảnh ghê. Sợ đứng nói chuyện lâu quá, hồi mỏi chân hay sao lại ghế ngồi mới chịu à. Chỉ cũng được mà có một điều kiện. Trời biết ngay mà, bởi vậy không ai cho không ai cái gì hết. Rồi chỉ đi rồi muốn gì? Muốn tặng quà đúng không? Hay là muốn dẫn đi ăn kem? Hay là muốn dẫn đi ăn cơm tấm? Rồi thôi muốn gì cũng được á, chị lẹ đi để tôi đi. Top 1 trò chơi. Cái điều kiện này cũng được. Ok chấp nhận luôn, top 1 trò chơi. Rồi bây giờ tôi chơi được top 1 trò chơi là thiệt đúng không? Là chỉ thiệt đúng không? Biết chỗ ông già Noel không hay đừng có xạo bắt tôi chơi cho mệt muốn xỉu đi. Thiệt chơi đi, nào được tôi chỉ. Rồi ok luôn. Thì không biết là ông già Noel có trong đó thiệt không mà mình nghe hai người nói rồi đó một lần. Bây giờ thì bạn Hân cũng lại kêu mình đạt top 1 trò chơi thì mới gặp được ông già Noel. Rồi hôm bữa trong video vừa rồi cũng có một bạn comment nói mình phải đạt được top 1, top 2 trò chơi gì đó thì mới có gặp được ông già Noel. Ok bây giờ mình sẽ đi thử nha bạn. Chưa kịp vô chơi nữa thì con nhân vật của mình nó khát nước rồi nè bạn. Để mình lấy một ly nước mình uống cho uống cà phê đi cho tỉnh táo tinh thần, tập trung trí tuệ để chơi trò chơi nha bạn. Bạn Hân lấy tiết chọi mình nữa kìa, thiệt luôn á. Uống ơi trời quên, nó tự nhiên giục ly cà phê lẹ quá, mình lấy ly cà phê mình chọi nó luôn rồi. À từ sáng bạn thấy gì không? Mình thấy rồi đó. Cô gái game thủ. Chị cô gái game thủ ơi. Chị cô gái game thủ, giờ em cho chị 2.000 tiền sao nè. Rồi chị cho em top 1 tiền trò chơi được không chị? Để em kiếm nhịn ngoan chị ơi. Rồi chị không trả lời luôn. Rồi chắc chị chơi ít tiền nè. Hay là chị không thích tiền đúng không? Hay là chị thích ăn cái gì? Chị thích ăn hamburger không? Em có đem theo hamburger nè, để em lấy ra em cho chị ăn. Và chị cho em được top 1 trò chơi nha chị. Hay là chị muốn ăn hamburger với tiền luôn thì em cho chị cái hamburger rồi em cho chị thêm 500 tiền sao nữa. Nè chị, hamburger nè chị, ăn đi chị rồi cho em top 1 trò chơi nha chị. Rồi xong chơi luôn, không chịu ăn hamburger luôn, chắc rồi ăn cơm tấm giống như bạn Hân nè. Chắc tại ban ngày á bạn, sao mọi người thấy là mình đang mua chuột chị đó nên chị đã giả bộ. Thôi kệ, mệt quá mình vô mình chơi game luôn nha bạn, thua rồi thôi. Let's go, bắt đầu đến với màn 1 nha bạn. Thì màn 1 là màn đua xe tốc độ đường lộ nè. Thì mình thấy đúng là đường lộ đúng nè, đua tốc độ cũng đúng luôn nè. Nhưng mà sao xe đâu mình không thấy, thấy chạy bằng chân không hả bạn ơi. Rồi ok thì ai chơi làm sao thì mình chơi theo vậy. Mình không dám ý kiến bạn ơi, tại mình hơi thắc mắc chút xíu vậy thôi. Thì cái này mình sẽ cố gắng mình đạt top 1 trò chơi để mình cuốn nhìn em nha bạn. Thì cái này là mình thấy là mình nhảy nó sẽ nhanh hơn nè bạn. Mà lúc trước mình lo chạy không hả bạn, mình ít nhảy lắm. Tại vì mình sợ nhảy nó hụt chân á, rồi cái mình bấm không kịp nút nhảy lần nữa là mình sẽ lọt vô những cái hố á bạn. Ok mình đã hạng 1 rồi nha bạn. Thì hạng 1 cũng không có cứu được ông già Noel đâu. Mình phải đạt được cái top 1 trong trò chơi luôn. Mình sẽ thắng hết tất cả bạn này luôn mới được các bạn ơi. Khổ lắm các bạn ơi. Rồi ok thì mình đã vượt qua được một màn 1 rất là suôn sẻ đẹp đẽ luôn rồi nha bạn. Bây giờ tới màn 2 không biết ra sao đây. Hy vọng là màn 2 sẽ dễ nha bạn. Để cho mình có thể vượt. Ơi màn tìm lỗ này cũng được nha bạn. Thì cái này là cũng không phải là khó, nhưng mà chỉ là quan trọng là mình nhìn lẹ và mình chạy với lại một phần cũng gọi là may mắn nha bạn. Có khi nhiều khi mình rớt xuống ngay chỗ cái lỗ luôn thì nó tự nhiên đó, thấy không? Đó thì bị rớt gần gần cái lỗ vậy bạn. Còn bây giờ mình phải chạy đi tìm nè. Đó hơi xa chút xíu thì mình sẽ mất thời gian hơn nha bạn. Còn có ai may mắn thì đang đứng tự nhiên nó tự lủng lỗ xong rớt xuống luôn.
Ủa sao không thấy lỗ đó trên vậy ta? Lỗ đâu có ai thấy không chỉ tôi với. Ê rồi nè bạn ơi, ê mình được hạng mấy vậy? Hạng 3 bạn ơi. Thôi thì hạng 3 cũng được, miễn sao không bị lội là mừng thấy bà nội rồi. Rồi xong, màn này là một cái thế yếu của mình luôn nè bạn. Bởi vì mình chơi game cái màn này là mình chơi nó rất là ít với bạn, mà mình cũng không có gọi là thuộc đường á bạn. Thì ngay chỗ mấy khúc nhảy này nè bạn, cái mình nhảy sàm sàm mình hay bị rớt lắm nè. Cũng không may bạn, màn này lấy tới 11 người lần. Nếu mà mình đi mà mình có té nữa thiệt luôn á, mỗi lần nói là té. Thì mình té xong rồi mình cũng có thể kịp thời gian để mình chạy nữa nha các bạn. Có thể là mình sẽ vượt qua được màn này. Ê, trời chơi này giống nhảy dây quá. Ê, ê, trời chưa nhảy. Chưa tới cái nhảy rồi. Nôn nhảy lắm hay gì á. Rồi tới khúc này là mình ổn rồi đó các bạn. Tới khúc này là mình chỉ cần lắc điện thoại qua lại thôi, chứ mình khỏi cần bấm điều khiển cái nút chạy nha bạn. Mình chỉ cần nhấn nút chạy lên thôi, còn mình cái điều khiển cái màn hình qua lại thôi. Tới khúc này mới không ổn nè. Ê, bình tĩnh, mới có 2 người à, bình tĩnh thôi. Ê, trời ơi, mình phải xây đúng chiều đó bạn ơi, chứ mình chạy mà trượt hết chiều nó mình không kịp là nó sẽ rớt. Rồi, ok, trời tới đây còn dướng nữa. Lại là hạng 3 nữa, vậy không được nha, không có nay không có hợp với số 3 được nha, phải hợp với số 1. Tại vì hồi mà tới khúc cuối mà chọn ra có một người mà hạng 3 nữa là chết luôn. Ok, thì mình đã vượt qua được vòng 3, bây giờ tới vòng số 4 là cuộc đua mê cung nha bạn. Thì cái này nó cũng gọi là một chút nhân phẩm trong đây nha bạn. Bởi vì mình đi lộn đường là xong luôn, là mình sẽ mất một thời gian. Mà vòng này chọn có 3 người thôi. Nên màn này mà mình nghĩ là mình nên đi xa bạn này nha. Thấy bạn chạy lại xong mình chạy ra chỗ khác. Mình phải điếm hối một chút các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng đừng chạy xa quá nha bạn. Còn khúc nào đó mình lũi vô đại, giống như mình lũi đại thì ngõ cụt thì mình quên ra thôi bạn ơi. Chứ mà mình cứ chạy xeo xa hoài có thể là mấy bạn nó sẽ tìm đường ra trước mình luôn á. Rồi thì cái khúc này mình cũng may là mình tìm ra đường trước được mấy bạn đó, là mình đang dẫn đầu nè bạn. Rồi giờ lỡ là mình chạy đầu thì mình chạy đại luôn chứ sao giờ. Rồi quên ra luôn. Rồi bạn này thấy mình chạy ra cái thắng lại, bạn này đi trước mình luôn rồi. Kệ hạng 2 cũng được các bạn ơi. Ok, cuối cùng mình cũng đã phá giải được lời nguyền hạng 3 rồi nha bạn. Bây giờ mình được lên tới số 2 rồi. Mong là màn sau mình phải là số 1 mới được nha bạn. Chứ mà mình là số 2 mình cũng thua nữa. Tại vì màn sau là chỉ chọn được một người thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đến với màn cuối cùng là màn thứ 5 nha bạn. Đua xe tốc độ mây. Thì màn này so với màn đua xe tốc độ đường lộ thì mình thấy là màn này nó khó hơn nha bạn. Tại vì cái đường nó ngoằn ngoèo hơn rất là nhiều luôn. Màn này là mình phải cứng tay lái mới được nè bạn. Chứ mà mình mà yếu tay lái quá là cái tay mình kìm lại không được là mình dễ té lắm nha bạn. Thì màn này cũng giống như màn kia thôi. Nếu mà mấy bạn nào nhảy hay thì bạn vừa chạy vừa nhảy thì tốc độ nó sẽ tăng nhanh hơn nha bạn. Còn mình thì mình cứ tới khúc nào mà mình có chứa nhiệm chứa ngại vật thì mình nhảy qua đi bạn. Chứ mình vừa chạy vừa nhảy nhiều khi mình kìm không được là mình sẽ dễ té lắm. Wow, sau mọi cố gắng thì mình cũng đã chiến thắng rồi nè bạn. Bây giờ mình sẽ đi ra mình theo dõi bạn Hân, còn bạn Hân đang đâu. Giờ mình sẽ hỏi bạn Hân giờ này em đang đâu nha bạn. Bởi vì mình đã được top 1 rồi nè. Hy vọng là mình sẽ không bị lừa nha bạn. Có khi nào mình theo dõi lại tới xong mình nói mình được top 1 rồi mà nó vẫn chơi, ai kêu mình đi chơi thiệt không. Trời khỏe ghê, đứng đây mua kem ốc quế sầu riêng ăn nữa kìa. Rồi ấy chào gớt kem tùm lum bây giờ nè. Ủa kem dính cây nhắn sắc hay gì chào hoài không rớt vậy. Thắng top 1 chưa? Trời ơi còn phải hỏi, thắng top 1 rồi mới tới đây nè. Thôi là tới đây làm chi. Rồi nói chung là đạt được điều kiện rồi đó. Bây giờ chỉ ông già Noel nó đâu đi. Sao vậy, sao còn đứng hình mất 5 giây nữa? Không chỉ đi ông già Noel đáng đâu giờ chỉ đi. Thiệt không? Trời ơi còn không tin nữa. Hồi nãy có quay video lại nè, mai đăng cho coi. Rồi giờ nói đi ông già Noel đáng đâu. Vậy đi theo tôi. Ok.
biến ghê, đi xe buýt nữa hả? Sao lấy xe mình đi đại đi còn đi xe buýt nữa? Xe buýt tới chỗ nào ông già Noel đâu? Này chỗ trường học là ông hiệu trưởng chứ ông già Noel nào? Ông già Noel đâu? À đây hả? Trời ơi mừng quá, cuối cùng mình cũng đã tìm được ông già Noel rồi nè các bạn. Trời ơi vậy mà bấy lâu nay mình đâu có biết đâu. Thì ra bây giờ là thời đại 4.0, ông già Noel đi phát quà bằng xe buýt các bạn. Đu giống vậy nè các bạn, trời ơi cực ghê không? Vậy mà mình cứ tưởng nó là ông già Noel sẽ đi chung với từng lộc như hồi xưa á các bạn, là mình kiếm ông muốn chết luôn. Ai ngờ đâu ông đu chiếc xe buýt ông chạy vòng vòng cho thành phố bữa giờ mình không hay các bạn. Ok, cuối cùng mình cũng đã tìm ra được ông già Noel rồi nha các bạn. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Nếu bạn nào thấy video của mình hay và thú vị, nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình ra video mới luôn nha các bạn. Bye bye.